Mình đang đứng đây là ở đâu đây con? Dạ đây là quán Old Bond. Quán này là làm đồ ăn theo phong cách của Mỹ chúng ta. Ôi vậy hả? Mày bán gì? Cả nhà thì chú Năm lên Sài Gòn á, thì mình biết chú Năm đi xa Mỹ cũng lâu rồi nên dẫn chú Năm tới đây ăn lại đồ Mỹ. Với lại các cháu cũng thích thưởng thức đồ Mỹ này cả nhà. Bây giờ mình mời đại diện của mình vào bên trong để coi thử ở đây họ bán những cái món gì nha. Về việc uống nhiều việc kêu. Để lấy chị chứ không uống gì. Ừ, cái đó đi. Hôm nay con order tổng cộng mấy món con? Dạ cũng một vài món rồi chú. Thì đang có món sườn nướng đặc biệt nó đang lên. Còn những cái món mà lên rồi nè là cái này là xúc xích Chicago. Còn món này là món hàu nướng bột ụt. Còn món này là món salad. Còn cái này là xúc xích Mỹ ăn kèm với khoai tây chiên. Đó, mình còn một món sườn nướng và món cánh gà chiên. Món sườn nướng cánh gà chiên. Dạ. Ở đây con hay vào để ăn không? Dạ có, con với anh Việt với chị Nhân cũng hay vô đây ăn với lại uống bia nè, mình có cái bia craft gọi là bia thủ công á. Dạ, nó sẽ ngon hơn bia thủ rất là nhiều. Và chút xíu mình cũng thử coi. Hôm nay mình cũng giới thiệu với cả nhà là cũng còn nhân vật đặc biệt nữa là con gái lớn của chú ba. Nhưng mà ngại video nên không có video thì cả nhà thông cảm nha. Mình giới thiệu lên thăm ba cháu nhưng mà mới gặp có hai cháu. Một cháu thì đứng bên sau màn hình. Không, hai cháu uống. Cho món này là sườn nướng đặc biệt của quán. Và cái món này là món đặc biệt á. Ở đây có sườn nè, có bắp rắc phô mai lên nè. Rồi ở đây là giống như nuôi á, chi rắc lên nuôi đó. Ở đây là salad. Nuôi cheese á. Mắc ăn cheese. Rồi, bây giờ chúng tôi xuống mình đồ bàn ha. Dạ. Thích món này đi. Dạ. Rồi, mình đang đi cái đi. Đi đó làm. Đi vô. Bảo lâu lâu con ăn muốn Mỹ tôi thấy sao? Rất là ngon chú. Thường thì con cũng ít ăn những cái món của Mỹ. Thường thì trong video của con hay là những cái sinh hoạt bình thường thì con ăn cái món Việt Nam từng tí. Chứ không có ăn. Mà lâu lâu rồi gặp anh Việt, chị Nhân và chị Lam. Rồi mấy anh em mình cũng ra đây. Cũng đôi khi thỉnh thoảng cũng ăn những cái món này. Rất là ngon. Tại vì nó khác cái khẩu vị của mình thường ngày á. Nó làm cho mình cảm giác phấn khích, hứng thú là khi mình ăn cái món này.
Lam cũng vậy hả con? Dạ. Thì lâu lâu ăn nó đổi vị vậy chú, nên nó cũng ngon, nó cũng lạ. Tết ăn món Việt quá nhiều rồi. Đúng rồi. Tết ăn bánh tét rồi nhiều quá. Thì có chú Thắng ăn người Việt nè. Cái gu vô Thắng là gu đồ Mỹ. Đúng rồi. Ăn lát xích nhẹ nhẹ thôi. Gu đồ Mỹ đó. Ba uống bia đi ngon bà. Không nói hơn, có thơm cái mùi lúa mạch. Thơm cái mùi ấy chứ. Ba không có ba thưởng thức món ăn Mỹ thấy sao? À, món ăn Mỹ thì tôi đúng là lâu lâu anh ba cũng về đây rồi mấy đứa con đây nè nó cũng có dẫn vô nhà hàng này, nhưng mà hôm nay nó kêu cái món Mỹ này là cái món cũng lạ đó. Đầu tiên thì cái cảm giác lạ thì thấy cũng rất là ngon, rất là ngon, nhưng mà chắc không ăn thường xuyên được bởi vì ăn vẫn ăn lâu lâu nghe hả, lâu lâu mình được nước thì thay đổi vị á, đổi khẩu vị. Còn mình thì thuần Việt Nam mà có ba ra mình ăn cái món truyền thống là nó ngon nhất. Đúng rồi. Dạ. Sao mình muốn quê hương vậy, thấy không? Muốn quê hương đó làm nên cái con người của mình, thấy không? Dạ. Nhưng mà phải có những cái sự giao thoa, thấy không? Cái món ăn tức là cái văn hóa của vùng miền rồi của quốc gia, phải không? Đây là coi như là nó mình thưởng thức nhiều món ăn, tức là để biết những cái văn hóa, phải không, của vùng miền và của các nước. Đây là cái điều này cũng là điều hay, một cái điều cũng khá thú vị. Đầu xuân như vậy là thú vị rồi. Mấy ngày nay mình ăn món Việt Nam nhiều quá rồi. Hôm nay lên Sài Gòn là cháu Lam giả ý nói chú ơi, sẵn dịp lâu quá tụi cháu cũng chưa ăn cái món ăn Mỹ, cho nên thôi con mời chú đi đến chỗ này bán toàn là đồ ăn Mỹ không cả nhà. Cũng có xuất xứ Chicago nè, món của quê hương mình đó. Rồi cộng thêm có sườn nè, đầy đủ hết. Nhìn rất là hấp dẫn cả nhà. Đồ ăn này đúng chất Mỹ luôn. Rồi, chú mời cháu tự nhiên nha. Dạ, rồi, tất cả mọi người chúng ta mình mời nha, cả nhà ơi. Chú ở bên đó có hay dùng cái này không? Không, muốn rụt. Thường xuyên nha chú. Quán này rất là đông khách cả nhà. Ngồi xung quanh mình rất là nhiều, ngồi full hết. Không ngờ ở Việt Nam mình mà họ cũng thích ăn đồ Mỹ ghê. Lâu lâu này nó không khí khẩu vị chứ. Dạ. Anh Ba ăn thấy sao anh Ba? Ngon, rất ngon. Ở Sài Gòn đó là nó sẽ có rất là nhiều nhà hàng Mỹ. Nhiều loại. Dạ đúng rồi. Nó rất là đa dạng nên người nước ngoài mà ở đây thì nó rất là dễ sống á chú. Nó nói là cũng không quá mắc nhưng mà nó đồ ăn gì cũng có. Ấn Độ, Mẻ, Nhật. Sài Gòn mình nói chung ẩm thực các nước đều về đây nha. Dạ đúng rồi. Tập trung về đây. Nhưng mà các món ăn của nước ngoài á, con thích ăn món nào nhất? Mỹ hay là Nhật? Dạ, tại vì con đi ăn với khách hàng cũng nhiều lắm. Dạ khách hàng nước ngoài cũng có, ăn đồ Tây cũng có, ăn đồ Nhật cũng có, rồi ăn món Thái cũng có. Dạ đi ăn nhiều quá giờ ngán rồi. Ngán rồi. Con thích món ăn của nước ngoài, con khoái ăn phở với bún bò ấy. Dạ dù sao mình đi ăn món Việt của mình vẫn là ngon nhất thôi chú. Món là món nước ngoài ra ngoài Huế. Dạ. Ngoài Huế, ngoài Bắc. Mà bên đó con thấy chúng ta ăn tô phở bự dữ lắm hả? Ừ, bên đó thì cái tô phở nó to lắm con. Dạ. Nhưng mà sức ăn của chú Năm cũng tốt lắm. À, chú ăn tốt lắm. Rồi, đây là sao để chú? Chú Ba nè, thử cô Hào nè. Dạ. Lấy con, lấy con. Rồi. Con. Cái này nướng, nướng trên than á. Than, rồi ở muối, lót muối vậy nè.
Còn lóc muối không? Dạ dạ, cảm ơn. Đây là hào và có hào nè, rồi trứng cút nè, rồi có thịt bacon ba chỉ với cả nhà, mình gói đó. Để mình thử cái này thử. Ngon ha. Lạ. Mùi hào nó thơm. Hôm nay mình lên đây mình chơi với các cháu như vậy thấy vui quá cả nhà ơi. Nhiều lúc các bạn comment vô, có nhiều em comment vô nói chú Bình ơi, chú nói là về chơi với bà nội, nhưng mà chú cứ đi vòng vòng chơi à, cũng đi thăm gia đình không à cả nhà ơi. Lên Sài Gòn cũng vậy, mình con cháu đông quá, cho nên mỗi lần đi về là phải, nếu mà mình đi thăm hết một vòng á là phải mất hết một tháng mới thăm hết một vòng. Dạ đúng rồi, quá nhiều cháu, quá nhiều rồi. Cháu ở xa, có ở gần Đà Nẵng, Sài Gòn, nhiều nơi đó các bạn, cho nên đó là mình chuyến này về đi thăm chưa hết đó nha, cho nếu mà đi thăm hết thì phải ở thêm tháng nữa. Phải không con? Dạ. Cứ thử cái sườn đó. Cho nên lâu lâu đại gia đình của mình thấy cháu mới xuất hiện lên đó, như là hôm nay là Lam nè, để mà đại gia đình của mình gặp gỡ thêm những người cháu ruột của mình trong gia đình vậy đó các bạn. Vô. Đúng rồi, đất này có đi chơi đâu xa chưa Nhân? Không đi đâu, cái này là mặn này. Để cái giấy nắp kinh khô. Không, không, giấy. Kêu thêm xô không Lâm? Không, từ từ đi. Lâm có kêu thêm gà. Ủa làm này đuối đuối không? Dạ đuối lắm. Lúc nhắn đi là đều được biết. Không biết mấy đó. Không biết là chị cao cụ xúc đi làm. Cũng giống như... Đi xúc để về làm mấy cái chị cao cụ làm. Thì coi nó có khác cái gì nữa đó. Đúng rồi. Một phần á. Cái ấy một phần thôi. Cái này là cái món giống như là cánh gà chiên nước mắm, nhưng mà chiên theo của người Mỹ này cả nhà. Cánh gà chiên buffalo. Cho miếng xúc xích chicago luôn. Chicago thấy cảm giác nó mặn hơn cái xúc xích America hả? Như địa phương chú Bình là ăn mặn. Địa phương chú nổi tiếng lắm nha. Địa phương chú cho nổi tiếng đồ ăn lắm. Đúng không? Cảm giác nó mặn. Mặn hơn phải không? Dạ, nhưng mà cô thấy hương vị nào ngon hơn? Chị vô ngon hơn. Nó có mỡ nhiều hơn. Nó bỏ mỡ nhiều hơn. Không ăn đây cơm nha. Đấy, chị xuống cho nhăn rồi. Nhăn xuống không? Cho biết khoai tây chiên đi lên. Bỏ bất cứ gì đó. Bỏ bò cái màu mai dĩa nè. Bỏ cái gì đó. Bỏ cái gì đó. Ăn thêm xuất sắc không? Ăn thêm xuất sắc không? Được, mà kêu cái khác. Chú Chính ăn thấy sao? Cái khác. Ăn nó khác khác thôi chú. Cái mùi vị đó. Quên đẹp con mèo. Chú ăn đây. Bởi vậy cũng như cái món heo bình thường để chế biến. Nó khác xíu. Dạ. Cái thịt
thức chế biến công thức của mỗi nước nó mỗi khác. Dạ đúng rồi. Đồ Mỹ thì con ăn nó đó, nó có cái vị ngọt ngọt chua chua. Dạ. Nó mới đúng là đồ Mỹ. Dạ. Nó không có mặn. Dạ đúng rồi, nó không có mặn. Nó không mặn đâu. Dạ. Nó ngọt ngọt, ngọt chua chua dễ ăn. Người Việt Nam mình thì ăn mặn mòi. Đúng rồi. Dạ. Người Việt Nam mình thì ăn nó mặn mặn. Người Việt Nam mình ăn gia vị nhiều lắm. Gia vị nhiều quá. Giống như là đi qua Hàn Quốc, đi qua Đài Loan á chú, đồ ăn cũng rất là lạt luôn. Nó không có mặn giống như bên mình. Nhưng mà nghĩ là ăn lạt thì sẽ tốt hơn. Ăn lạt sẽ tốt hơn. Ăn lạt tốt hơn chứ. Ăn lạt tốt hơn. Tốt hơn. Nhưng mà nói gì nói với tất cả các đồ ăn khi chú thử đó, như là Hàn Quốc nè. Dạ. Đài Loan nè. Hay là tất cả các nước á. Dạ. Nói với ẩm thực Việt Nam mình số 1. Dạ đúng rồi. Đồ ăn Việt Nam mình quá ngon. Đi chỗ nào cũng có quán phở Việt Nam nha. Đúng rồi. Mình đi qua Hàn Quốc hay là đi Đài Loan lúc nào nó cũng có quán phở Việt Nam hết. Nhưng mà đông không? Có khách đông. Có khách đông đó, người ta thích thích quán phở lắm. Thích lắm hả? Muốn phở Việt Nam mình với muốn bánh mì là thống lĩnh đó. Dạ, bánh mì, bánh mì. Ở Sài Gòn có một cái tiệm bánh mì rất là ngon. Vậy hả con? Dạ. Biết không? Thịt quá. Bữa nào chú có thời gian chú xuống đó thì review thử coi, nhưng mà chắc không có thời gian. Bánh mì mà mấy người du lịch đó chú, tụi Tây hay tụi Nhật đó, nó xếp hàng dài luôn. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ, bánh mì cũng ngon. Bao nhiêu ngủ? 45 ngàn một ổ. 45 ngàn một ổ là tính ra 2 đô cho ra cái máy. Dạ, 2 đồng. Quá rẻ luôn. Nhưng mà ngon lắm. Vậy hả? Dạ, rất là ngon. Là nó mua bánh mì xong nó đứng trước á, trước tiệm nó ăn luôn. Ăn luôn, dạ. Bánh mì thì dễ thôi. Dạ. Đứng đâu ăn đó. Thì đó cả nhà, hôm nay chú cháu mình cũng tiếp tục làm video đến với đại gia đình của mình trong kênh YouTube mỗi ngày. Mình cũng view sơ qua cho đại gia đình thấy là mình chú cháu mình ăn những cái món gì. Mục đích là mình là lên Sài Gòn thì chủ yếu nhất á, mục đích đầu tiên nhất á là thăm cháu, thăm các cháu coi thử cái sinh hoạt và đời sống của cháu mình ở Sài Gòn như thế nào. Nhưng mà sau khi mình tham quan của một vòng, những người cháu của mình rất là tuyệt vời các bạn. Cháu nào cũng có một cái cơ ngơi rõ ràng, sinh hoạt từ tới công ăn việc làm hay là những công chuyện của các cháu mình ở đây rất là ổn định. Chú rất là mừng. Dạ. Chú rất là an tâm về các cháu chú ở đây. Được rồi con. Lần sau chú về chú lên Sài Gòn này chú ở chơi lâu lâu một xíu. Dạ. Tại ở đây nó có nhiều quán xá lắm, mình có thể đi mình. Nhà con thì có sẵn phòng cho chú Tâm ở lại luôn. Đúng rồi. Chú Tâm lên Sài Gòn không thiếu chỗ ở này. Sài Gòn này khỏe. Chú muốn ở đâu cũng được. Đâu cũng được. Rồi. Nói chung là ở khách sạn nó bất tiện đúng không? Dạ đúng rồi. Nó gò bó. Dạ. Không bằng ở nhà con cháu mình nó hay hơn. Dạ. Và mình tự nhiên hơn. Dạ. Cái sinh hoạt rất là tự nhiên. Chú thích vậy đó. Mình gia đình mà. Dạ. Còn mà để lên chú mà để ở khách sạn thôi thì không có không khí không vui. Đúng rồi. Ở nhà tới lui còn vui vẻ hơn. Vậy đó cả nhà, kênh YouTube của Bình Huỳnh đến đây cũng xin tạm ngưng ở đây rồi. Hẹn các bạn qua cũng vô ngày mai. Trước khi chào tạm biệt cả nhà, cho gia đình Bình Huỳnh cũng như các cháu ở đây gửi lời cầu chúc đến mọi người trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Bye. Bye. Hẹn lại cũng vô ngày mai các bạn.